Quang Hải, Tấn Tài, đó là tình huống phạm lỗi của Thành Trung. Chúng ta cũng thấy là ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu thì diễn biến đang diễn ra rất căng thẳng. Đây là trận đấu được xem là trận chung kết Quảng B và cả hai đội đều đang nhập cuộc với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Như vậy là trọng tài ông Majed Mohamed đã rút ra chiếc thẻ vàng đầu tiên và nó thuộc về cho Thành Trung. Trước khi bước vào trận đấu với U22 Indonesia thì hàng công của U22 Việt Nam đã chơi ấn tượng với 12 bàn thắng vào lưới của Lào và Brunei. Nhưng ngày hôm nay thì bàn thắng của Thành Trung đến từ một hậu vệ có một vai trò rất quan trọng. Tiến Linh, cơ hội tấn công dành cho U22 Việt Nam vẫn là Tiến Linh. Nhưng rất đáng tiếc là Tiến Linh đã phạm lỗi với đối phương. Đã có những tình huống nóng nảy xảy ra không đáng có. Đây là thời điểm mà chúng ta đã tìm được bàn san bằng tỷ số và cần phải chơi một cách bình tĩnh hơn. Có thể đây cũng là một cách, một trong những phương pháp của thầy trò huấn luyện viên Indra Seafri muốn gây hấn với các cầu thủ U22 Việt Nam để gây ức chế cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây không phải là lần đầu tiên mà hình ảnh này diễn ra, mà nó cũng đã từng xảy ra trong trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Singapore. Những phút cuối trận thì các học trò của huấn luyện viên Fandi Ahmad, U22 Singapore đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, thì các cầu thủ U22 Indonesia cũng đã có một phương pháp tương tự như biện pháp vừa qua họ làm đối với Tiến Linh. Hành động khiêu khích được khởi xướng đến từ đội trưởng Andy Setio, chúng ta đã thấy rõ được ở pha quay chậm. Tiến Linh đã cho thấy được sự quyết tâm rất lớn của mình với tình huống đi bóng va chạm với đến hai chiếc áo trắng, và ngay lập tức đội trưởng Andy Setio đã lao vào. Tình huống nóng nảy của số 14 đó là Keo Sokven bên phía U22 Campuchia. Chúng ta vừa xem lại tình huống mà Keo Sokven đã đẩy người Thành Trung. Chống ngoài, một pha phạt bóng rất nguy hiểm của cầu thủ U22 Campuchia. Pha phạt bóng là của số 7 Mao Piset. Trong tay người Qatar Falahi đã cầm sẵn trên tay một tấm thẻ, nhưng đó là tấm thẻ màu gì chúng ta cùng chờ xem. Nhưng chúng ta cũng thấy được phản ứng rất quyết liệt từ các cầu thủ áo trắng U22 Campuchia. Họ không muốn trọng tài Falahi rút ra chiếc thẻ mà ông đã quyết định rút từ trước. Thẻ vàng cho số 7. Nhưng chúng ta cũng thấy được phản ứng từ huấn luyện viên Park Hang-seo là ông muốn nhiều hơn là tấm thẻ vàng đối với pha phạt bóng rất nguy hiểm vừa qua của Mao Piset đối với Trọng Hoàng. Chúng ta cùng xem lại một pha phạt bóng bằng cả hai chân của Mao Piset đối với Trọng Hoàng. Có lẽ với các đồng đội của Mao Piset ở tình huống vừa qua thì họ cũng đã thấy rất rõ pha phạt bóng vừa rồi của Mao Piset, và họ rất sợ trọng tài Falahi sẽ rút chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho số 7 của U22 Campuchia. Một pha phạt bóng nguy hiểm của Mao Piset. Campuchia. Chúng ta một lần nữa được xem lại pha phạt bóng bằng cả hai chân của Mao Piset đối với Trọng Hoàng. Với những phản ứng thì huấn luyện viên Park